Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Simacai. Lo lắng dịch bệnh, nhiều người không đến các cơ sở khám chữa bệnh. Cần sửa chữa những cây cầu hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông khi mùa mưa bão đến. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 3, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng Sa Vần, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng đại diện một số sở ngành đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Simacai. Đợt mưa kéo dài từ khoảng 19 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3 xảy ra trên địa bàn một số xã của huyện Simacai đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và cơ sở hạ tầng. Theo tổng hợp của huyện Simacai, tổng số có đến 882 hộ có nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó có 388 hộ có nhà bị hư hỏng mái lên đến trên 70%. Qua đánh giá rà soát thực tế từng hộ gia đình cho thấy, tất cả có hơn 55.600 tấn lợp fibro xi măng bị vỡ, không còn khả năng tái sử dụng. Vì vậy, tất cả những hộ dân bị hỏng mái đều phải dỡ bỏ mái nhà cũ để lập lại. Đối với nông nghiệp, đợt mưa đá đã làm dập nát hoa màu. Một số diện tích cây ăn quả đã bị rụng quả và hư hỏng mái che diện tích trồng cây tam thất. Ngoài ra, mưa lớn cũng đã làm sạt lở ta luy âm đường bê tông tuyến bản mế 1 đi bản mế 2. Kênh mương thủy lợi Nà Cảng thuộc thị trấn Simacai bị đứt gãy. Kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Simacai, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường yêu cầu huyện Simacai chủ động khắc phục hậu quả theo tinh thần 4 tại chỗ. Trước mắt, những hộ có điều kiện sẽ chủ động khắc phục bằng việc thay mái nhà bằng tấm lợp khác. Đối với các hộ chưa có điều kiện để khắc phục thì có phương án di dời đến nơi ở tạm như nhà văn hóa thôn bản, nhà người thân không bị ảnh hưởng, đảm bảo ổn định cuộc sống trước mắt. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Cơ quan Thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Tài chính và các địa phương thống nhất phương án, cơ chế hỗ trợ để người dân gặp thiên tai vơi bớt khó khăn. Đợt mưa đá vừa qua chủ yếu xảy ra ở ba huyện Ba Mẹ A. Vì thế, giữa các địa phương cần thống nhất một phương án hỗ trợ, đảm bảo công bằng, đúng đối tượng, ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình chính sách. Tỉnh chỉ đạo các nguồn hỗ trợ sẽ được sử dụng lồng ghép để việc hỗ trợ không bị chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng. Vừa qua, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Lào Cai đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các chốt của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, dọc tuyến biên giới thuộc hai phường Lào Cai và Duyên Hải. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai tăng cường quân số tuần tra kiểm soát biên giới để tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Trong trường hợp phát hiện công dân của hai nước xuất nhập cảnh trái phép, lực lượng sẽ bắt giữ bàn giao qua cửa khẩu hoặc các điểm trên biên giới. Cùng với đó, các cán bộ chiến sĩ còn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho nhân dân khu vực biên giới về mối nguy hại của dịch bệnh để người dân tự ý thức bảo vệ phòng chống dịch bệnh. Đồng thời khuyến cáo cho nhân dân hai bên biên giới không nên qua lại biên giới trong thời điểm này. Thăm và kiểm tra tại các chốt, đồng chí Bí thư Thành ủy đã tặng quà động viên các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Mong các chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuần tra kiểm soát không để người xuất nhập cảnh trái phép, góp phần phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Biên Cương. Ngày 20 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Văn bản này có hiệu lực cũng bãi bỏ quyết định 252 ngày 2 tháng 3 năm 2020 về việc điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 lần 1. Theo đó, tiếp tục điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với các cấp học. Thời gian kết thúc học kỳ 2 của cấp học mầm non và tiểu học trước ngày 11 tháng 7 năm 2020, cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 12 tháng 7. Riêng khối lớp 12 kết thúc muộn nhất ngày 4 tháng 7 năm 2020. Thời gian kết thúc năm học của các cấp học trên địa bàn tỉnh kết thúc trước ngày 15 tháng 7. Thời gian thi Trung học Phổ thông Quốc gia từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 8. Thi học sinh giỏi Trung học Cơ sở cấp tỉnh trước ngày 20 tháng 5.
thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông chia thành hai đợt, trước ngày 20 tháng 5 và 15 tháng 12. Cũng theo văn bản này, sẽ tiến hành xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15 tháng 7, xét tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15 tháng 7, hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 trước ngày 15 tháng 8. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cũng đã có văn bản quyết định cho học sinh các cấp tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, hình thức dạy học trực tuyến hay học qua truyền hình, qua các phần mềm trực tuyến là cách làm đang được ngành giáo dục Lào Cai triển khai nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ học do dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường, đặc biệt ở vùng cao, gặp khó khăn về phương tiện, thiết bị dạy học trực tuyến, cũng như khả năng tiếp cận của học sinh. Phản ánh của phóng viên thời sự tại xã Tà Phời, một xã vùng cao của thành phố Lào Cai. Với học sinh vùng cao, không có điều kiện để học trực tuyến hay học qua truyền hình, thì việc cập nhật kiến thức chủ yếu qua điện thoại thông minh. Hàng ngày, cô giáo sẽ giao bài tập qua nhóm Zalo, rồi các bạn tự hoàn thiện tại nhà và chụp gửi ảnh lại cho cô giáo. Tuy nhiên, hình thức học này sẽ không có sự tương tác với các giáo viên nên hiệu quả chưa thực sự đạt được như mong muốn. Trong thời gian nghỉ dịch thì chúng em được thầy cô truyền tải kiến thức bằng nhiều cách, nhưng mà em thấy phổ biến nhất là qua Zalo. Em cảm thấy rất đảm bảo kiến thức. Sau khi thầy cô gửi bài qua đấy thì bọn em hoàn thành bài tập, sau đó cũng gửi lại qua Zalo cho thầy cô. Công việc của các thầy cô giáo là biên soạn những bài giảng trực tuyến trên mạng, sau đó tổng hợp chuyển thành file văn bản. Với những em có điều kiện tiếp xúc với smartphone, thầy cô giáo gửi tài liệu ôn tập qua Facebook, Zalo. Giáo viên có trách nhiệm nhắc nhở, kiểm tra để học sinh không lơ là, bỏ quên bài tập. Tuy nhiên, hình thức học này cũng gặp ít nhiều khó khăn. Bằng hình thức là các thầy cô ở nhà và biên soạn qua cái hình thức học trực tuyến hoặc qua TV đấy, thì các thầy cô sẽ biên soạn lại thành một cái đề cương và gửi cho các em học sinh qua Facebook, Zalo. Thì như thế là cũng và qua cái ví dụ như giáo viên cấp mầm non này, tiểu học mà gần nhà các em học sinh của cấp 2 thì cũng qua các cô thầy cô đấy để in ấn ra tài liệu để cho các em làm bài. Thế chúng tôi cố gắng khắc phục bằng cái đấy thôi. Trường Trung học cơ sở Tà Phời hiện có khoảng gần 50% học sinh ở các bản xa, không thể tham gia học qua nhóm Zalo, Facebook. Nhà nghèo, máy vi tính, iPad hay như điện thoại thông minh vẫn là thứ xa xỉ với các em. Ngoài ra, ở nhiều bản, Internet chưa có, mạng di động phập phù. Việc gọi điện, nắm bắt tình hình học sinh đã khó, chứ chưa nói gì đến dạy trực tuyến. Thì cái điện thoại, mình không sắm được cái điện thoại thông minh cho các cháu. Mà cái thứ hai, Internet mình không có, mà nhiều hộ gia đình ấy, nhiều chỗ người ta không có mạng. Đấy, báo cáo các đồng chí là vậy. Thì do vậy là cũng gây khó khăn cho các cháu học sinh. Thôn có những khu vực là nó không có sóng, đấy, không có sóng và không có Internet. Đấy, cho nên là cũng có gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng đã phối hợp với nhà trường là bằng mọi cách để cho học sinh tiếp cận. Thì thứ nhất là đối với học sinh vùng thấp thì cũng đã học. Thế và cũng đã giao cho nhà trường là soạn những cái nội dung bài giảng nó phù hợp với cái điều kiện để cho học sinh là tiếp cận được, cũng như là cái thời lượng để cho học sinh học. Cái thứ hai về thời gian thì ở đây thì chủ yếu là cha mẹ là đi làm, ban ngày đi làm thì rất là khó khăn. Thì có hộ gia đình có điều kiện có điện thoại thông minh thì chỉ có buổi tối. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa có công văn tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến ngày 5 tháng 4. Do vậy, để việc học ở nhà đạt hiệu quả, ngành giáo dục Lào Cai cần triển khai thêm nhiều giải pháp để bổ sung, ôn luyện kiến thức cho học sinh, nhất là học sinh vùng cao. Thưa quý vị và các bạn, tới thời điểm hiện tại, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang tiếp tục lây lan và chưa có dấu hiệu dừng lại. Lo sợ dịch là tâm lý chung của nhiều người. Vậy nhưng lo lắng thái quá mà nhiều người dù có bệnh cũng không tới các cơ sở khám chữa bệnh. Điều này có thể dẫn tới những hậu quả không mong muốn. Sau khi con trai có biểu hiện sốt, ho, gia đình anh Trần Văn Hòa ở thị trấn Bát Sát đã tự mua thuốc để điều trị cho con. Tuy nhiên sau 3 ngày, tình trạng bệnh của bé vẫn chưa thuyên giảm. Gia đình anh mới quyết định đưa con đến Viện Sản Nhi tỉnh để khám và điều trị. Theo anh Hòa chia sẻ, nguyên nhân đưa con đến viện chậm trễ cũng một phần là do tâm lý con sẽ bị cách ly nếu có biểu hiện ho, sốt.
Ban đầu mình nghĩ là con mình sốt thì sẽ cho vào cái chỗ cách ly để khám. Nhưng mà sau đó thì điện cho bác sĩ tư vấn thì mình không tiếp xúc với người bị bệnh COVID thì mình vẫn vào phòng khám như bình thường. Lo sợ bị cách ly nên ngại đi khám bệnh. Đây cũng là tâm lý chung của không ít người dân vào thời điểm hiện nay. Chính vì vậy, mặc dù đang vào thời điểm các bệnh về đường hô hấp, bệnh cúm mùa có điều kiện thuận lợi để phát sinh và lây lan, nhưng lượng người đến các cơ sở y tế để khám và điều trị đã giảm đáng kể. Như tại khoa Nhi, Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Lào Cai, số người tới khám chữa bệnh tại khoa chỉ bằng khoảng một nửa hoặc 1/3 so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng lo ngại là nhiều ca bệnh nhập viện với tình trạng nặng do người dân tự ý mua thuốc điều trị tại nhà không theo hướng dẫn của y bác sĩ. Về lượt khám thì giảm đi khoảng 2/3 so với cùng kỳ năm trước. Còn bệnh nhân điều trị nội trú thì bây giờ hiện tại bệnh nhân điều trị chỉ khoảng 1/5 so với bình thường. Một là có thể là do các trẻ không phải đi học thì cái nguồn lây nhiễm nó cũng ít hơn. Khả năng mắc bệnh của các em bé nó cũng ít hơn so với bình thường. Cái thứ hai là tâm lý các bậc phụ huynh là cũng ngại đưa con đến những nơi tập trung đông, trong đó có bệnh viện. Khi bé ở nhà sốt thì mình cũng không biết là bé có bị nhiễm hay không, hay là bé bị ốm như thế nào. Thì đưa đến bệnh viện thì có các bác sĩ ở đây thì theo dõi cho, và xét nghiệm các cái mình cảm thấy an toàn hơn so với để mình để ở nhà. Thì cả mình không có tiếp xúc với ai hay chăng nữa nhưng mình vẫn lo lắng. Để chủ động phòng tránh dịch bệnh, thời gian qua tất cả các bệnh viện, nhiều cơ sở y tế đã thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, phát khẩu trang, có nhân viên hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho người dân khi đến khám và điều trị. Những trường hợp nghi ngờ sẽ được phân luồng đến khu vực cách ly để thăm khám. Với việc phân luồng và giám sát chặt chẽ, những bệnh nhân được trang bị kiến thức dự phòng và tuân thủ các quy định về phòng dịch thì nguy cơ lây nhiễm cũng ở mức thấp. Khi đến viện là chúng tôi có những cái bàn khám sàng lọc ngay từ ban đầu, có những phiếu hỏi điều tra ngay từ ban đầu. Nếu như những trường hợp có sốt, ho hoặc khó thở mà có yếu tố nguy cơ thì mình mới cách ly. Còn lại không thì đấy là các cái bệnh nhân sốt với bệnh lý khác thì không phải cách ly, vẫn điều trị như thông thường. Và những bệnh nhân nào mà đảm bảo không có yếu tố nguy cơ thì chúng tôi mới đưa đến khu vực khám chung. Với diễn biến của dịch bệnh như hiện nay, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, hiểu đúng, đủ cơ chế lây nhiễm của bệnh, phối hợp và tuân thủ nghiêm các khuyến cáo của cơ quan y tế nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình, người thân và cộng đồng trước dịch bệnh COVID-19. Với phương châm nâng cao vai trò giám sát phản biện xã hội, tiếp tục đối thoại trực tiếp với nhân dân, hệ thống mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở của Lào Cai và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã và đang chú trọng đổi mới hoạt động, tăng cường công tác phối hợp. Điển hình là hệ thống mặt trận tăng cường đổi mới hình thức tập hợp quần chúng theo hướng gần dân, nắm chắc tình hình cơ sở, phối hợp tốt với các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức trong việc giám sát phản biện xã hội, phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào cuộc vận động, thu hút sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Trung bình mỗi năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh tổ chức 4-5 cuộc giám sát phản biện xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, cấp xã tổ chức hàng chục cuộc giám sát phản biện, tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiến hành giám sát việc giải quyết của chính quyền và các cơ quan nhà nước đối với đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tiếp nhận chuyển đến. Đồng thời tổ chức cho nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia giám sát các công trình đầu tư xây dựng, điển hình là các công trình liên quan đến xây dựng nông thôn mới tại cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nhiệm vụ phát triển đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã được Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm tháo gỡ trong phát triển đảng viên mới, thành lập tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, từ đó đảm bảo vai trò lãnh đạo của đảng đối với khu vực kinh tế quan trọng này. Đây là hình ảnh về lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra đúng dịp thành lập đảng mùng 2 tháng 3, được Đảng bộ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung tổ chức. Tại buổi lễ, 5 công nhân ưu tú thuộc các đơn vị sản xuất vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Những năm qua, song hành với lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh,
Đảng bộ công ty luôn chú trọng tới công tác xây dựng đảng, trong đó trọng tâm là phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Đến nay, đảng bộ công ty đã có 131 đảng viên và được đánh giá là một đảng bộ mạnh thuộc đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Ngay từ đầu là chúng tôi đã ra đưa vào nghị quyết toàn khóa phấn đấu là như thế nào, được bao nhiêu và các chi ủy, các chi bộ cũng phải đưa vào để phấn đấu. Một cái việc nữa là đảng ủy là quan tâm và phối hợp rất chặt chẽ đối với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể để phát triển đảng. Còn tại công ty cổ phần cấp nước Lào Cai, với phương châm coi trọng công tác phát triển đảng viên gắn với nâng cao năng lực hoạt động của các chi bộ, đảng bộ công ty triển khai nhiều giải pháp phù hợp và đạt kết quả tích cực. Mỗi năm đảng bộ kết nạp mới 5 đến 7 đảng viên. Hiện tại đảng bộ có tổng số 106 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ, chiếm gần 30% tổng số cán bộ công nhân toàn đơn vị. Đông về số lượng, vai trò lãnh đạo của các chi bộ, từng đảng viên ngày càng được phát huy. Củng cố cái vai trò tổ chức đảng cũng như là phát huy cái vai trò người đảng viên, gương mẫu tiên phong trong mọi cái lĩnh vực hoạt động. Để làm thế nào đó, cái sản phẩm của đơn vị đưa tới tay người tiêu dùng, chính là nhân dân, nó vừa đảm bảo về số lượng, đồng thời là đảm bảo về chất lượng. Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên theo đánh giá của Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, công tác phát triển đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở loại hình này vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập. Điển hình là mục tiêu phát triển đảng viên mới chưa đạt kế hoạch đề ra, vai trò lãnh đạo của đảng ở một số doanh nghiệp chưa thực sự rõ nét, nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng về vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Sự biến động thường xuyên về nguồn lao động của các doanh nghiệp cũng là trở ngại lớn cho công tác kết nạp đảng viên mới. Trước hết là sẽ tập trung vào công tác là củng cố kiện toàn cái tổ chức đảng ở đây, từ cấp ủy đến các đồng chí bí thư, phó bí thư, làm sao được gắn được cái trách nhiệm cả ở góc độ cấp ủy với cái việc lãnh đạo của doanh nghiệp. Song song như vậy thì cái công tác lãnh chỉ đạo nó sẽ thuận lợi hơn. Xác định rõ những khó khăn trong phát triển đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo có giải pháp phù hợp trong tổ chức thực hiện. Mục tiêu là tăng số lượng đảng viên, đảm bảo chất lượng đảng viên mới kết nạp đi đôi với thành lập mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. Đây được xem là bước đi phù hợp đúng với chủ trương của tỉnh ủy Lào Cai, qua đó đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với khu vực kinh tế quan trọng này. Thời gian qua, tình trạng xe ô tô dừng đỗ để bắt khách trên cao tốc Nội Bài Lào Cai có chiều hướng gia tăng. Mặc dù mức phạt rất cao, nhưng không ít tài xế vì lợi nhuận vẫn cố tình vi phạm. Đây là những hình ảnh không khó để bắt gặp tại km 225, cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn chạy qua địa phận xã Sơn Hà của huyện Bảo Thắng. Vẫn xuất hiện những lái xe liều lĩnh dừng lại đón trả khách. Theo Nghị định 100, hành vi dừng đỗ bắt khách trên cao tốc bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Mức phạt trên được cho là khá nặng, nhưng các lái xe dường như vẫn bất chấp, cố tình vi phạm. Hành vi này cần được các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết, chấm dứt tình trạng đón trả khách trên tuyến cao tốc này. Thưa quý vị và các bạn, hiện trên địa bàn tỉnh có một số cầu nhỏ đang bị hư hỏng nặng, cần được quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là khi mùa mưa bão đang tới gần. Cầu Nậm Tôn trên tuyến tỉnh lộ 160 nối hai bờ sông Chảy, giúp người dân và phương tiện hai xã Bản Cái và Nậm Lúc lưu thông vận chuyển hàng hóa ra Bảo Nhai, huyện Bắc Hà. Nhưng đến thời điểm hiện nay, cây cầu đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn giao thông. Người dân nơi đây cho biết, mố cầu đã xây dựng từ hàng chục năm nay. Trong thời gian sử dụng, cầu cũng được sửa chữa, nâng cấp, bảo dưỡng định kỳ, tải trọng cho phép xe 13 tấn đi qua. Tuy nhiên, do sự gia tăng về tải trọng, lưu lượng phương tiện và tác động của thiên tai, nên cây cầu này đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn giao thông và trở thành nỗi lo với mọi người dân mỗi khi lưu thông qua đây. Mỗi lần đi qua cái khu vực cầu Lậm Tôn này là tôi thấy cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì là đi qua là xe tải nặng hoặc là các loại xe tương đối từ 5 tấn lên là rung lắc rất mạnh. Theo quan sát của phóng viên, phần kết cấu dầm thép, các thanh trong hệ thống dầm dọc phụ, liên kết ngang, giằng gió bằng thép đã bị han rỉ, hư hỏng nặng, một số mối hàn đã bung. Tại một số vị trí, lan can bị cong vênh bung bật. Một thanh công son rời khỏi hệ cứng, dẫn tới mặt cầu mất ổn định, khi xe đi qua bị lún nghiêng khoảng 10 cm.
Qua nhiều năm khai thác, gối cầu chịu tải trọng lớn và liên tục trong thời gian dài, dẫn đến gối cầu phía nậm lúc bị han rỉ và nghiêng khoảng 2% so với phương đứng. Mặt cầu bằng thép tấm khổ rộng 4 mét hiện đã bị han rỉ, hư hỏng nặng. Một số mối hàn và bu lông liên kết bị bung. Đề nghị, kiến nghị là mong Đảng Nhà nước quan tâm để sửa chữa lại cho nhân dân vận chuyển hàng hóa, ví dụ như ngô, sắn để đi qua. Còn tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, sau hơn một năm xảy ra trận lũ lịch sử vào tháng 9 năm 2018, đây là những gì mà cầu tràn liên hợp qua suối Nậm Luông chạy qua tỉnh lộ 153 còn sót lại. Những tấm bản bê tông đứt gãy nham nhở, cống bi vứt ngổn ngang. Phía trên cầu tràn cũ đã sập vì mưa lũ là cầu tràn được làm tạm để phục vụ người và phương tiện qua lại. Do là cầu tạm nên việc đi lại rất khó khăn, trong khi lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông qua cầu này rất lớn. Tôi ở đây là trực tiếp đây thì tôi biết vào cái mùa mưa lũ này thì là thường xuyên lũ ống lũ quét. Thế cho nên là nếu mà đến vào cái mùa mưa lũ thì chắc chắn lại đánh trôi mất cái cầu này thì là sẽ chia cắt cái hai bên thì là bà con sẽ không đi lại được. Nhân dân xã Nghĩa Đô thì cũng như là xã Tân Tiến cũng rất là mong muốn được nhà nước sớm đầu tư. Được biết ngày 28 tháng 11 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định số 4031 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình khắc phục hậu quả lụt bão, đảm bảo giao thông bước 2 tỉnh lộ 153 do ảnh hưởng của đợt mưa lũ đoạn qua trung tâm xã Nghĩa Đô. Theo quyết định này, sẽ thiết kế cầu tràn liên hợp bê tông cốt thép thay thế cầu tràn cũ với chiều dài 36 m, tải trọng thiết kế H30XB80, làm đường dẫn vào hai đầu cầu bằng bê tông xi măng, lắp đặt hệ thống an toàn báo hiệu giao thông. Tuy nhiên, từ khi có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đến nay, việc bố trí vốn để triển khai thi công vẫn gặp khó khăn, khiến người dân vẫn lo lắng mỗi khi đi qua đây. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.